tại em sợ không có chỗ ngồi ạ. À. Giống như mấy năm em sợ là trần chen chúc đông đúc, giống như lễ đợt vừa rồi Tết Tây vừa rồi ạ, à, là không có chỗ để xem bánh pháo bông luôn ạ. À, phấn khởi chờ thử coi năm nay nó sẽ như thế nào, không có đẹp hay không. Nói chung là vui lắm, thấy ngày này mà bà con mình đi đông mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình vui lắm. Ngày Hòa Bình thống nhất mà, đèn. Xong xíu nữa cà phê mình đi về. Tại vì đông quá mình đi tới sớm mình dành chỗ con.